Trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Sau đây là phần điểm những tin chính sẽ phát trong chương trình. Sáng nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Cuộc trao đổi với ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Phó ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về những định hướng nội dung được sửa đổi bổ sung trong Hiến pháp 1992. Tình trạng trộm cắp cổ vật và sắc phong quý hiếm tại các đình chùa di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian gần đây. Trong bài phát biểu đầu tiên trước báo giới kể từ khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc các nghị sĩ Đảng Cộng hòa gạt bỏ những bất đồng đảng phái, hợp tác với Nhà Trắng để giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay, trước hết là vấn đề ngân sách. Ngày 9 tháng 11, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, tướng David Petraeus đã bất ngờ tuyên bố từ chức và đơn xin từ nhiệm của ông trùm tình báo Mỹ đã được Tổng thống Barack Obama chấp thuận. Những chuyên gia quân sự Mỹ đầu tiên đã được triển khai tới một căn cứ công quân của Ba Lan để làm công tác huấn luyện. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ cử lực lượng quân sự thường trực tại Ba Lan, đồng minh của Washington trong khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Sáng nay mùng 10 tháng 11 tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp ngài Mahmoud Ahmadinejad, Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang ở thăm chính thức Việt Nam. Đánh giá cao kết quả hội đàm, hội kiến của ngài Tổng thống với lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam và Iran có mối quan hệ truyền thống lâu đời. Việt Nam luôn coi trọng và nỗ lực đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống với Iran. Vui mừng trước quan hệ tốt đẹp giữa nghị viện hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là các ủy ban, nhằm chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò hội nghị sĩ hữu nghị hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc hội. Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad chia sẻ những tình cảm tốt đẹp khi được đến thăm Việt Nam, khẳng định quan hệ hai nước đã và đang liên tục đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được nhiều đồng thuận trong xu hướng phát triển, hợp tác vì hòa bình, độc lập trên thế giới. Tin tưởng và mong muốn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ủng hộ và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad nhấn mạnh quyết tâm của Iran trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với Việt Nam, không ngừng đưa mối quan hệ hai nước đạt được những thành công mới trên cơ sở khai thác, tận dụng tối đa các tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Cũng trong sáng nay, phiên thảo luận của các đại biểu Quốc hội tại hội trường kỳ họp lần thứ tư đã đề cập đến nhiều góc độ trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Ủng hộ việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, cũng như mục đích và yêu cầu đối với công tác này. Các đại biểu cho rằng, việc ban hành nghị quyết này sẽ giúp nâng cao hiệu quả giám sát đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, góp phần bảo đảm tính khả thi của quy định về việc bỏ phiếu tín nhiệm trong hiến pháp và các văn bản pháp luật khác. Nhiều ý kiến nhấn mạnh đến nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh triệt để việc lợi dụng vào lợi ích nhóm, không để các thế lực thù địch chống đối. Việc lấy phiếu tín nhiệm cần tập hợp thông tin đa chiều để việc đánh giá được khách quan. Cần đặt ra yêu cầu hết sức ngặt nghèo là phải cung cấp thông tin cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, đa chiều để giúp cho đại biểu có cái nhìn toàn diện, có đủ cái căn cứ, có đủ cái niềm tin để mà chúng ta phân định đánh giá cái trách nhiệm của các cái chức danh mà chúng ta xem xét. Nhất là trong tình hình này mà khi các cái thông tin trên các mạng xã hội thì rất là lớn. Để ở đây nếu chúng ta không làm tốt việc cung cấp các thông tin chính thống thì dẫn đến cái việc phân tâm và thậm chí nó sai lệch cái kết quả trong cái đánh giá nhận xét đối với cán bộ. Có ý kiến đề nghị việc lấy phiếu tín nhiệm đề cao nguyên tắc nhân dân được tham gia xây dựng chính quyền thông qua đại biểu Quốc hội. Dự thảo nghị quyết này mới chưa quan tâm đến cái việc đó là làm sao để dân tham gia xây dựng chính quyền. Cho nên theo tôi thì đề nghị là bổ sung một nguyên tắc, đó là nguyên tắc bảo đảm nhân dân được tham gia xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Hình thức chúng ta để dân tham gia ở đây thì cái việc bỏ phiếu này qua đại biểu Quốc hội là mới hình thức gián tiếp. Còn có một hình thức nữa là để dân tham gia trực tiếp. Thì dân tham gia trực tiếp ở đây đó là ý kiến
của nhân dân, là tâm tư nguyện vọng của nhân dân, là qua cái điều tra dư luận xã hội để có được cái thông tin chính xác. Và chính vì vậy thì theo tôi thì trong nguyên tắc, ở cái nguyên tắc thứ hai cần bổ sung công bằng, khách quan và khoa học nữa, phải có khoa học ở đây. Cái nguyên tắc khoa học rất quan trọng và bảo đảm cái hoạt động của Quốc hội là tính đảng, tính nhân dân, tính khoa học thì thể hiện ngay ở trong cái quy định này. Dự thảo nghị quyết quy định có 4 mức trên phiếu lấy tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn là tín nhiệm cao, tín nhiệm trung bình, tín nhiệm thấp và chưa có ý kiến. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại phiên thảo luận không đồng tình với quy định như trong dự thảo. Đa số các ý kiến đề nghị bỏ quy định chưa có ý kiến vì cho rằng quy định như vậy là không phù hợp. Đại biểu nhân dân được nhân dân bầu ra phải có trách nhiệm thể hiện chính kiến đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm. Theo tôi thì 4 mức đó là tín nhiệm thấp, không tín nhiệm và ý kiến khác. Bởi vì là đại biểu Quốc hội thì phải có cái quan điểm rõ ràng, trách nhiệm với cử tri. Cho nên nếu như mà nói chưa có ý kiến theo dự thảo thì không biết đến bao giờ mới có ý kiến. Và có vẻ là nó rất là lơ lửng. Vì vậy cho nên có ý kiến khác ở đây để cho đại biểu thể hiện cái yêu cầu, cái quan điểm của mình và để nắm thêm cái thông tin và sau đó thì sẽ là lấy cái phiếu tín nhiệm. Giữa cái mức mà tín nhiệm cao với cái tín nhiệm trung bình thì theo tôi là không có cơ sở nào để phân định giữa tín nhiệm cao và tín nhiệm trung bình. Hơn nữa, xét về mục đích lấy phiếu tín nhiệm thì tín nhiệm cao hay tín nhiệm trung bình để làm gì? Bởi vì xét đến cùng thì cũng đều tiếp tục đảm đương cái công việc đang làm và không giải quyết được cái vấn đề công tác tổ chức cán bộ đặt ra. Cho nên tôi đề nghị cái mức độ tín nhiệm chỉ nên là tín nhiệm thấp và không tín nhiệm và chưa có ý kiến khác. Nhiều ý kiến tại buổi thảo luận sáng nay cũng đề nghị chưa nên đặt vấn đề lấy phiếu tín nhiệm đối với những người là thành viên của các ủy ban của Quốc hội, vì hầu hết đều là đại biểu kiêm nhiệm, nhưng lại là đứng đầu các cơ quan chuyên môn ở địa phương, bộ ngành. Chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về nội dung được cử tri quan tâm này. Thưa quý vị, vừa qua tại kỳ họp thứ tư, Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 đã trình Quốc hội bản dự thảo, trong đó nêu rõ 9 định hướng nội dung được sửa đổi, bổ sung trong hiến pháp 1992. Bên lề kỳ họp, phóng viên truyền hình Thông tấn đã có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Thông, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Phó ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 về vấn đề này. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn của truyền hình Thông tấn và xin ông cho biết 9 nội dung cơ bản được xác định sửa đổi bổ sung trong hiến pháp 1992 lần này. Vừa qua tại kỳ họp thứ tư, Ủy ban sửa đổi pháp đưa ra 9 cái định hướng sửa đổi. Thứ nhất ấy, tiếp tục khẳng định cái chủ quyền nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để đảm bảo nhân dân ta thực sự là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Thứ hai ấy, là nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng ta về khối đại đoàn kết toàn dân tộc như là một động lực của sự phát triển xã hội. Thứ ba, tiếp tục khẳng định cái vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tư cách là đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam. Thứ tư, tiếp tục khẳng định nhất quán quan điểm của Đảng ta về việc tôn trọng, đảm bảo thực thi quyền con người, quyền hữu của bà con dân, thực sự phát triển con người và xem đầu tư cho con người là đầu tư cho sự phát triển. Thứ năm ấy, là sửa đổi hiến pháp 1992 để tạo ra một khuôn khổ hiến định mới, ổn định cho sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ sáu là sửa đổi bộ luật hiến pháp để tiếp tục khẳng định và làm rõ thêm cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 7. Đó là sửa đổi bộ luật hiến pháp để thể chế hóa các quan điểm tư tưởng của Đảng ta về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, cho dân, vì dân. Thứ 8. Đảm bảo cái quá trình hội nhập quốc tế, thực hiện nhất quán cái đường lối đối ngoại của Đảng ta, của nhà nước ta, đó là Việt Nam muốn làm bạn với tất cả và sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia, các vùng lãnh thổ và các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và phát triển. Thứ 9 là sửa đổi hiến pháp và cho trai để hoàn thiện cái kỹ thuật lập hiến, để đảm bảo cho hiến pháp thực sự quy định những vấn đề trọng đại của đất nước và thể hiện rõ hơn cái chủ quyền nhân dân,
cũng như vai trò của nhân dân trong việc tham gia quyết định hiến pháp. Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, thì ông có thể khái quát những cái điểm mới được sửa đổi bổ sung lần này trong hiến pháp. Về mặt quy tắc thì việc sửa đổi bổ sung hiến pháp lần này liên quan đến bộ máy nhà nước là chúng ta giữ nguyên cái mô hình tổ chức bộ máy nhà nước đã được xác định trong hiến pháp 1992. Tuy nhiên, trong cái bối cảnh mới, việc sửa đổi lần này sẽ hướng theo một số sửa đổi quan trọng sau đây. Các sửa đổi sẽ hướng tới việc xác định rõ hơn, cụ thể hơn cơ quan nào thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Trong đó nhấn mạnh và thấy rõ Quốc hội là cơ quan lập hiến và lập pháp, Chính phủ là cơ quan chấp hành Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, cơ quan thực hiện quyền lập pháp, và Tòa án Nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Về mặt Chính phủ thì cũng sẽ có những điều chỉnh quan trọng. Thứ nhất là cơ cấu lại các cái thẩm quyền của Chính phủ theo cái ba cái nhóm chức năng. Những thẩm quyền thuộc về cái chức năng thực hiện cái vai trò là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Những cái thẩm quyền thuộc cái nhóm chức năng là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và nhóm thẩm quyền liên quan đến quyền hành pháp của Chính phủ cũng sẽ có những điều chỉnh lại, sắp xếp lại cái thẩm quyền của Chủ tịch nước theo các cái nhóm quan hệ, sắp xếp lại quyền hạn của Chủ tịch nước trong mối quan hệ với hành pháp, tập hợp mối quan hệ với Chính phủ, trong đó dự kiến đề xuất Chủ tịch nước có thể đề nghị Chính phủ họp thảo luận về những vấn đề mà Chủ tịch nước quan tâm. Đối với chính quyền địa phương thì kỳ này chúng ta cũng có những thay đổi. Trong hiến pháp không có cái chương là Hội đồng dân và Ủy ban nhân dân nữa, mà đề xuất gọi chung một cái tên là chính quyền địa phương để ghi rõ tính chất, vị trí, vai trò, quyền hạn của các loại cơ quan này. Như vậy, việc sửa đổi bổ sung lần này có ý nghĩa như thế nào trong việc tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị, bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân? Những cái sửa đổi liên quan đến hiến pháp nói chung và đặc biệt liên quan bộ máy nhà nước chuyên có ý nghĩa rất lớn. Nó chỗ là nó tiếp tục khẳng định cái bản chất của nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy chúng ta thấy rằng cái việc sửa đổi này không chỉ là cụ thể hóa hơn, làm rõ hơn thẩm quyền, mà hoàn thiện thêm một bước cái mô hình tổ chức bộ máy chúng ta trên con đường chúng ta tiếp tục đổi mới. Vâng, trân trọng cảm ơn ông. Sáng nay mùng 10 tháng 11 tại Hà Nội đã diễn ra lễ tuyên dương tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam và trao giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2012. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã tới chung vui cùng các tài năng trẻ khoa học công nghệ của Việt Nam. Đây là hoạt động chính của gặp gỡ toàn quốc tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam do Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Chương trình là cuộc họp mặt quy mô toàn quốc lớn nhất của các nhà khoa học trẻ, tài năng công nghệ trẻ. Mỗi đại biểu tài năng trẻ tham dự gặp gỡ là gương tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam, dấn thân, sáng tạo, đam mê trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên Quả Cầu Vàng là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn cùng Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp trao tặng hàng năm cho 10 tài năng trẻ tiêu biểu nhất trong 4 lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ y dược, công nghệ sinh học và công nghệ môi trường. Trong 10 tài năng trẻ nhận giải thưởng năm nay có 6 người là tiến sĩ. Tại lễ tuyên dương đã ra mắt Hội đồng kết nối tài năng trẻ Việt Nam gồm 35 thành viên. Việc thành lập hội đồng là bước khởi động tiến tới xây dựng mạng lưới kết nối lực lượng tài năng trẻ Việt Nam ở mọi miền, mọi lĩnh vực. Phát biểu chia vui với các tài năng trẻ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những thành tích xuất sắc của các tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam, thành tích xuất sắc của các tài năng trẻ đã đóng góp tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phó Thủ tướng mong rằng kết quả này chính là động lực để các bạn trẻ tiếp tục đam mê, nghiên cứu, cống hiến sức trẻ xây dựng đất nước.